Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách mà chúng ta live stream thì cái background sau có thể có chữ thì nó sẽ không bị ngược khi chúng ta live stream bằng camera trước điện thoại. Bây giờ chúng ta vào trong Facebook. Chúng ta kéo xuống đến phần là live stream đúng không? Video trực tiếp. Thì chúng ta nhìn xem hiện tại ví dụ như cái chữ công ty cổ phần tinh chất Quê Việt nó đang bị ngược. Thế thì bây giờ việc chúng ta làm là làm sao mà vẫn dùng cái camera này ta làm cho xuôi chữ được, thì chúng ta kích vào cái chổi, cái ngôi sao ở bên trái, cái chữ bắt đầu phát video trực tiếp màu xanh này, chúng ta kích vào đấy, rồi ra cái bảng như thế này thì chúng ta nhìn dưới cùng bên phải có cái hình là cái tô vít mấy cái cà lê đấy, ta kích vào đấy thì ta nhìn ở góc bên trái nó có một cái biểu tượng ô vuông vuông có cái gạch ở giữa đấy, một mặt trắng một mặt đen đấy, chúng ta kích vào nhỉ. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ cái chữ công ty cổ phần tinh chất Quê Việt nó đã bị được, nó đã